tiếp tục lại lên một con nữa. Con này anh biết mấy mét không anh? Bảy. Một con diều rơi 7 mét các bạn nhá, hơn 7 mét. Đấy. Hôm nay mình sẽ quay tiếp tục quay các bạn một con diều tiếp theo. Đây là bộ gì ạ? Em hoa đàn. À hoa đàn ạ. Vâng. 420. Hoa đàn 120. Bao nhiêu của anh? Mấy thôi. Cho 120 cho nó to. Không được. Không được. 120 thôi. Để mấy ông giao thủy hai bông phen lắm. Đỉnh mẹ ta đi không thể bắt được anh ạ. Không được. 120. Không được. Mấy quả. Mày nhìn thấy anh đến về 1 2 3 4 5 6 quả. 7 8 9 10. Mày bỏ hết 2 3 4 5 6. Chúng nó mẹ chúng mày đi. Đập con mẹ giờ ấy. Đừng đùa. Bay bay đấy. Chúng mày bay một con hàng rơi nhá. 1 2 3 4 5. Hàng rơi quỷ. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 21 con. 21 quả táo và ai cùng em một quả táo. 21 cùng với con diều. Hòa nhôm. Hơn 7 mét, 7 mét mấy ạ? 6 mét 7. 21 lô à. Bịt mẹ vẹo này, hàng compact. Vẹo giờ mới vào rơi. Đây, con hàng siêu to luôn. Hôm nay chơi trên bầu trời toàn hàng khủng các bạn nhé. Đấy, hoa đàn đấy. Chuẩn bị là hoa đàn đai nhôm các bạn nhé. Đấy. Các bạn xem mua thử nguyên này. Mình thử nguyên nhá. Rơi vào một quận mẹ. Anh có đôi dây không cho khỏe tâm. Đây ạ. Ông trường có 42 to rồi. 42 có 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 37 38 39 40 41 42 43 44 vãi trường. Ui. Mới các bạn này. Còn rơi. Rơi này rơi có cả chân luôn nhá. Rơi quẩy. Đấy, rơi đúng là có chân, phải có chân thật. Nào. Chuẩn bị các bạn bật mắc âm thanh lên nghe con diều này cùng với bộ cháo này nhá. Kinh quá, trên này thả mấy con, ở kia có hai con vướng nhau, thế này mình có quay hai con kia à. Nên nó mở lắm rồi. Đây. Cốc bắc các bạn này, nan cốc bắc nha. Nguyên cái đuôi. Con diều siêu to khổng lồ luôn. Diều siêu to khổng lồ kia sáng giờ bao nhiêu mắt xem này ạ? À? Dạ. Sáng giờ nhiều nay chưa? 400 mắt xem. Rất là bình chọn diều. Không không người ta xem trên trực tiếp thôi chứ em chưa đăng, chưa đăng. Chưa đăng à? Vâng, em mới quay thôi. Mày là gì vậy? Đức Quang Vlog ạ, à. Em làm trên YouTube đi, YouTube. Vâng vâng. 2-3 ngày nữa là video con 11 kia lên trời ạ. 2 ngày nữa. Em về em chỉnh sửa các thứ nữa. Rồi. Và khoảng cách rất là xa các bạn nhá. Anh em hội trong kia vẫn đang ăn. Đâu à? Vâng, ui. Kinh quá. Chuẩn bị là con rơi có chân lên trời. Hàng siêu to. Căng đét luôn nhá. Nào chuẩn bị lên trời các bạn ơi. Rơi khổng lồ lên trời nhá. Uầy. Vai cờ trưởng luôn. Ô cái đuôi. Nào các bạn chuẩn bị nghe nhá. Uầy. Là người lánh. Ok. Đã lên nhá. Ui. Mấy ông kia trên kia từ xa các bạn kìa. Đang chạy nhá. Đâm lên nó hơi bị nghiêng sang kia một tí kìa. Thank you.
sang bên kia luôn các bạn kìa. Ôi. Ăn dây rồi, ăn dây con 11 mét rồi. Các bạn ơi kìa. Nó ăn dây con 11 mét, con 11 mét đang ở trên mây luôn các bạn nhá. Ôi được rồi. Cứ nhau rồi, dính luôn trên dây luôn rồi. Ui, ôi, các bạn ơi, các bạn chuẩn bị cùng đón xem nhá. Ở trên kia hai con dính nhau, đây hai con dính nhau này. Hai con khổng lồ nhá. Ui giời ơi. Nó dính dây nhau, con kia thì nó này nánh. Ở trên kia hai con đang dính nhau. Mong rằng con kia nó rơi kia sẽ ra nhá. Dính nhau rồi, ăn nhau rồi. Phát này là chắc chắn là sẽ có một cái gì đó là phải tạm biệt rồi. Ôi, một con đứt rồi kìa. Con kia đứt rồi kìa. Một con kia đứt rồi kìa các bạn ơi. Một con bị đứt rồi nhá. Ôi. 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 Hạ cánh an toàn. Ui, hạ cánh. Ôi, nhẹ nhàng. Có một con bị đứt các bạn nhá. Một con bị đứt xa kìa, vẫn đang rơi kìa. Con rơi thì rơi rồi. Ui. Uốn cong cánh luôn kìa. Cái kia may mà vẫn đang rơi ở chỗ đoạn đồng các bạn ạ. Tầm này chỉ có rơi ở đồng thôi chứ không rơi tới nhà họ được. Ui à. Rơi vào trong nhà luôn. Vãi trường thật. Rơi vào trong thổ nhà họ luôn các bạn nhá. Rơi trong đất luôn. Ui giời ơi, căng thế. Cái pha này thả diều căng kinh khủng luôn các bạn ạ. Không thể nghĩ được là nó ăn nhau. Kìa vẫn còn một con diều hoa mặt trời. Con kia tít ở xa cơ, nên là mình không thể chạy lên kia được. Ôi, mình sẽ quay từ xa cho các bạn xem nhá. Quay từ xa giờ hiện tại là mình cũng nóng và mệt lắm rồi. Đấy. Quay xám xịt hết mắt và mũi rồi. Rồi. Chuẩn bị là con diều hoa mặt trời sẽ được lên trời. Con diều rơi nằm rồi. Con diều rơi là nó kiểu như là nó bị nánh một tí các bạn ạ. Nánh sang bên tay phải. Thế là lại vướng dây nhau nữa. Kết thúc một con rơi bay xuống đất rồi nhá. Còn mấy ông anh vẫn đang thả một bộ còng với liều 7m2, 7m5. Mệt quá. Thì cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Đấy, về đến đây rồi. Dây thả một nửa. Mình lên đây mình đi xe máy. Đó. Khát vãi trưởng. Quay video cho các bạn xem. Cực kỳ là vui luôn. Đón chờ những khoảnh khắc những con diều to được lên trời nhá. Đây có một ông bạn đang kéo dây. Vừa xong nó bị nánh các bạn. Nó hơi cả thả hơi gấp. Thả hơi gấp. Đến đoạn này cũng còn tí dây các bạn. Ui. Ăn dây nhau ăn luôn cái diều to kìa. Con diều 11 mét thì vẫn trên trời các bạn nhé. Rồi. Giờ mình sẽ đi bên kia thôi các bạn. Đây lấy diều các bạn nhé. Ui.
Mấy anh đang xin rượu. Hết. Nó có làm sao mày? Chơi đông AMA rồi. Anh có toang không mày? Không có gì à? Không có gì. Nếu mà ông trên sư phụ này. Thôi cuối cùng mình đã quay xong cho các bạn xem hành trình thả những con diều to nhá. Nhưng giờ mình mệt lắm rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Thì kia vẫn đang thả một con to nữa cơ. Con kia mình chưa quay kìa. Thả to. Trời ơi, thả nó nắng dây. Nắng thứ dây cứ đúc đứt luôn. Cò vào cái dây kia dây cứ đứt, đặt luôn. Nó cắt dây luôn các bạn. Rồi, thôi có nên là mình sẽ cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhá. Từ giờ này mình sẽ chăm chỉ ra nhiều video hơn. Có khi là thề là ngày mình sẽ ra 2 video đấy. Mong là các bạn sẽ xem hết những clip của mình nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.